Kính thưa quý vị, tiếp theo chúng tôi xin gửi đến quý vị hình ảnh sinh hoạt chùa Hoa Nghiêm tại Virginia nhân mùa lễ tạ ơn. Thưa quý vị, chương trình lễ tạ ơn năm nay đã được quý tăng đoàn và Phật tử chùa Hoa Nghiêm trang trọng tổ chức vào ngày Chủ nhật 24 tháng 11 năm 2019, lúc 10 giờ 30 sáng. Sau nghi thức chuông trống bát nhã, quý chư tôn đức dân hương kỳ nguyện lễ Phật. Tiếp theo là tụng chú Đại Bi và Bát Nhã. Đặc biệt trong ngày lễ tạ ơn, quý chư tôn đức đã cùng Phật tử chùa Hoa Nghiêm nghinh bái năm lại tạ ơn. Lại đầu tiên là lại tổ tiên huyết thống, lại thứ nhì là lại tổ tiên tâm linh, lại thứ ba là lại tổ tiên đất đai, xã hội và môi trường, lại thứ tư là lại cho những người mình thương, và cuối cùng lại thứ năm là lại cho những người mình làm đau khổ. Sau năm lại tạ ơn, tất cả tăng đoàn và Phật tử cùng nghiêm trang trong nghi thức tam tự quy y và hồi hướng. Vị khách mời trong chương trình lễ tạ ơn tại chùa Hoa Nghiêm năm nay là Tiến sĩ Đoàn Triệu Hân. Tiến sĩ Đoàn Triệu Hân đã có một bài thuyết giảng về lịch sử và ý nghĩa ngày lễ tạ ơn Hoa Kỳ đối với các Phật tử. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chính thức chúng tôi xin cảm tạ chủ trì đã cho chúng tôi được nói chuyện với quý vị ngày hôm nay. Đã lâu lắm tôi lại trở lại chùa. Thầy cho tôi một cái đề tài như thế này, nói chuyện về ngày lễ tạ ơn. Thì nói chuyện về ngày lễ tạ ơn thì quá khó, bởi vì ai cũng biết hết cả rồi, còn gì nữa đâu mà nói. Chúng ta biết là ngày lễ tạ ơn tổ chức vào cái tuần lễ cái thứ năm cuối cùng của tháng 11. Thì năm nay, hôm nay là cái tuần lễ, cái này là ngày đầu tiên của tuần lễ tạ ơn. Ngày hôm nay thì cái ngày lễ tạ ơn chính là ngày 28 11. Sau bài thuyết giảng của Tiến sĩ Hân là chương trình văn nghệ cúng dường do hai Phật tử Thu Thảo và Hạnh Nhi cung hiến. Buổi lễ hôm nay vẫn còn tiếp tục với chương trình đơn ca cúng dường của hai đạo hữu Thu Thảo và Hạnh Nhi. Chúng xin mời Thu Thảo. Dưới tòa sen vàng, con quỳ lại Bồ Tát Quan Âm. Người đã cho con niềm tin níu giữa cuộc đời. Quan Âm Bồ Tát hiệu diện thông, 12 nguyện lớn rộng mến mong, cố giúp bao người qua cơn khổ nạn từ bi độ đời. Cho con gánh mẹ đầu non, cả đời mẹ đã gánh con biển trời. Tiếp theo chương trình văn nghệ cúng dường, các anh chị gia đình Phật tử, các ca sĩ đã cùng Phật tử Nguyên Nghĩa, Chủ tịch Hội Phật giáo Mỹ Châu tặng hoa cho các Phật tử, nhằm mục đích nói lên sự biết ơn của các con em gia đình Phật tử đối với Phật tử và ân nhân. Sau cùng là nghi thức tụng kinh cúng linh và thí thực được trang trọng cử hành tại ngay trước cổng chánh của chánh điện chùa Hoa Nghiêm. Nhân dịp tham gia chùa Hoa Nghiêm tổ chức lễ tạ ơn, chúng tôi cũng được tham dự chương trình đọc kinh cầu siêu và cầu nguyện cho các Phật tử đã quá vãng. Đặc biệt, chúng tôi được thọ trai lễ 100 ngày trưởng Nguyễn Tấn Phước, Gấu Năng Nổ, pháp danh Nguyên Đức, cùng quý trưởng hướng đạo Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn.